Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam mình. Đó thì hôm nay mình sẽ lên giới thiệu cho anh em một mẫu xe của Thái Lan. Dòng này là dòng GPX nha anh em nhá, Legend. 200 phân khối nha anh em nhá. Đó, phân khúc là 200. Đây để mình đi sơ một vòng rồi mình sẽ bắt đầu vào phần chi tiết cho anh em xem này. Xe này là xe của 2021. Lên chủ đi khá là ít anh em. Odo bao cho anh em luôn, mới hơn được 3.000 cây thôi. Xe đang còn như kiểu là mới dắt ngoài hãng ra anh em nhá. Đây anh em. Con này thì đăng ký về biển Trà Vinh rồi, 84 00417. Đó. Phải chi anh em là bỏ ra số tiền 70 triệu, loanh quanh tầm giấy tờ xong xuôi phải hơn 70. Đó. Anh em mới mua được xe mới, mà bây giờ con này thì không khác gì mới mà anh em rẻ hơn được lửa tiền, tiết kiệm được mấy chục triệu làm việc khác. Đó. Chi tiết nha anh em nhá. Lốp này, đó, xe chạy 3.000 cây nhìn lốp biết ngay nhá. Bản này là sẽ là có hai thắng đĩa trước và một thắng đĩa đằng sau. Là mét mát bằng dung dịch két nhớt anh em nhá. Đó. Xe này thì mình chưa có rửa giấy thì lên nó khá là bụi, nhưng mà nói chung như thế này là đã leng keng sờ beng lắm rồi, ốp tán anh em này. Bảy màu này, nước sơn nhà sản xuất vẫn còn nguyên xi nhá. Đó, phuộc hơi luôn này. Đó. Lốp lác này. Cực kỳ đẹp luôn anh em. Đó. Đây anh em này, đồng hồ đây. Ba nghìn không trăm mười lăm cây số anh em nhá. Và anh em thấy rõ không? Đó, báo tua luôn nhá. Máy nổ khỏi cần suy nghĩ luôn anh em. Đó. Dòng này là dòng xe nhập Thái nên nó sẽ không tắt được đèn đâu anh em. Đó, xi nhan đôi này. Máy lổ cực kỳ êm luôn nhá. Đó. Anh em nào mà có mẫu với thiện chí Legend này, thiện chí với cái mẫu Legend này thì anh em cứ để lại giúp mình một cái bình luận. Đó, hoặc để lại cho mình số điện thoại mình sẽ tư vấn cho anh em nhá. Ok. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.